vị có con em đang bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa Chêm Trương. Bác sĩ Chêm Trương, hội viên chính thức của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất chuyên môn thiết kế trong AutoCare hoàn toàn bằng điện toán digital, giúp cho con em quý vị không phải đeo kính trong thời gian ngắn nhất. Bác sĩ Chêm Trương, Eye Care Optometry FB, 11075 Warner Avenue, góc đường Euclid, trong khu chợ Caesar Bros. Điện thoại 714-418-9607, 418-9607. This is AutoCare Therapy Survey at Eye Care Optometry in Fountain Valley with Dr. Chêm Trương. What is your name? Christina Nguyen. How old are you? 11 years old. What were you concerned before you begin the AutoCare? My concern before I started the AutoCare therapy was that I thought the contact lens was going to itch and hurt when I put it in. How about now? I don't have any concerns right now. Do you know about your vision before the AutoCare program? Yes, my left eye has a negative 3.25 and my right eye has a negative 3 with a astigmatism of negative 1.25. How long did you wear the AutoCare lens? I wore it for 1 year. How was it after the first night? It didn't itch anymore. Do you need the glasses after the first night? No. What light on the chart can you see now? Line 7 and 8. How do you know about our AutoCare therapy? I saw on many shows. And would you like to recommend all the people about this treatment? Yes. Before we finish, what do you want to say with Dr. Chêm Trương? Contact lens are perfect. I don't need to wear glasses anymore. Thank you, Christina. Quý vị có con em bị cận thị, viễn thị và loạn thị phải đeo kính thường xuyên, hãy đến tham khảo miễn phí về phương pháp ngưng tăng độ cận thị với bác sĩ nhãn khoa Chêm Trương, là hội viên chính thức của Hiệp hội AutoCare Hoa Kỳ với bằng cấp cao nhất chuyên môn thiết kế trong AutoCare hoàn toàn bằng phương pháp điện toán digital, đã giúp hơn 80-90% các bé không phải đeo kính ngay sau đêm đầu tiên. Hãy đến website bacsimac.com để xem thêm hàng trăm chi tiết về phương pháp AutoCare và các bệnh lý về mắt. Tham khảo miễn phí, xin gọi 714-418-9607.